Thưa quý vị, hơn 100 nhà đấu tranh Đức bị bắt trong cuộc biểu tình phản đối tình trạng phá rừng. Hơn 100 nhà đấu tranh bảo vệ môi trường đã bị bắt vào ngày Chủ nhật 28 tháng 10 khi đang tham gia vào cuộc biểu tình phản đối tình trạng phá rừng tại thành phố Mochenich của Đức trong bối cảnh công ty điện lực RWE đang thực hiện kế hoạch dọn dẹp khu rừng cổ đại mang tên Hambacherfoss vốn để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử quốc gia. Truyền thông địa phương cho biết, hàng trăm người biểu tình đã tới phong tỏa khu vực đường ray xe lửa, nơi công ty RWE sử dụng để vận chuyển than bùn, bất chấp sự hiện diện của các lực lượng cảnh sát chống bạo động. Nhiều người trong số này đã bị bắt giữ nhưng không có bất kỳ một ai bị thương vong. Kể từ khi kế hoạch khai phá rừng bắt đầu diễn ra vào tháng 9, rất nhiều cuộc tuần hành phản đối đã nổ ra. Chính phủ Đức đang có mục tiêu gia tăng sử dụng nguồn điện từ năng lượng mặt trời lên tới mức là 65% vào năm 2030 để giúp giảm thiểu nguồn khí carbon dioxide trong bầu khí quyển.